있다. 네. 그럼 트리플 킥. 아주 승리를 만끽하는 전투가 연이어서 터졌던 게임 e스포츠 쪽에서의 장면이었습니다. DCS 팬분들이 정말 많으신 걸로 알고 있는데 네. 진짜 좀 되게 뿌듯하시지 않을까 싶어요. 본인들의 스타일로 증명해서 승리한 거. 인터뷰 들어볼까요? 네, 방금 경기 승리한 게임 e스포츠의 끼아야 선수 모셨습니다. 우선 드디어 첫 승을 따낸 소감 여쭤볼게요. Congratulations on the win. How do you feel to finally pick up your first win? 첫 tiên là chúc mừng em vì cái thắng lợi vừa rồi. Em cảm thấy như thế nào khi mà cuối cùng chúng ta cũng đã có được trận thắng đầu tiên? À, em cảm thấy rất là vui và sung sướng khi mà có một chiến thắng đầu tiên trước đại diện số 1 Đài Loan. Thì điều đó phải chứng minh là em đã nỗ lực ngày qua có một kết quả xứng đáng tốt nhất. So I am super excited and happy because we win against the number one team from LMS. And it showed that my effort during the last couple of days was not go to waste and I deserve this win. 네, 드디어 이겨서 너무 기쁘고 우선 LMS 1번 시드를 상대로 승리해서 너무 기쁘면서 이제 좋은 경기력이 나온 것 같아서 기분이 좋다고 합니다. 그럼 VCS도 사실 클레드가 전승 카드인데 풀렸을 때 어떤 생각 드셨는지 여쭤보겠습니다. So actually your clad is on an undefeated record 5-0. So what did you feel when they unbanded? Con clad của em là ở tại VCS là em bất bại và chưa thua một trận nào. Em có cảm thấy như thế nào khi mà đối phương là không cấm con clad này? Thì đối phương khi mà không cấm con led thì em có đôi khi em dùng vô em sử dụng một tướng này trong trận đấu thì em cảm thấy nó thì em dùng tự tin thôi thì vô trận thì em dùng tướng này khá là tự tin thì nói chung là thì sẽ nói sao là em rất là tự tin thì vô trong trận đấu thì em có thể làm được nhiều thứ hơn cho đồng đội và đi lên luôn được hơn. Okay. I'm a little bit surprised when they did not ban Glad. I always feel really confident with this champion because I can do everything in the game with this champion. 네, 사실 클레드를 밴하지 않았을 때 조금 놀랐다고 하는데요. 클레드의 정말 자신감이 엄청나고 클레드로라면 게임으로 정말 뭐든지 다 할 수 있는 그런 자신감 있는 픽이라고 합니다. 그러면 초반 루시안 솔로 킬은 정말 소름이 돋을 정도로 멋졌는데 그런 킬각은 어떻게 봤는지 또 그 솔로 킬이 게임에 지대한 영향을 미쳤다는 것을 동의하시는지 여쭤보겠습니다. So the solo kill on Lucian was really amazing. So how did you calculate everything and do you agree that that changed the game around? 그 pha solo kill giữa em và Lucian ở đường giữa có nó rất là đặc biệt, nó rất là đặc. Em có kể em có thể tính được là những cái tính toán của em khi thực hiện cái pha solo kill đó không? Vậy em có nghĩ rằng đó là một cái tình huống mà thay đổi cục diện trận đấu hay không? Em nghĩ thì pha đó thì em tự tin vào khả năng của mình khi mà đối đầu với Lucian thì pha đó là coi như là một cơ hội đối đầu với em đó. Thì em tự tin khả năng đó là em có thể outplay được một đối phương khi mà trong tình huống như vậy. Chúng là một trong tích tắc thôi. Nếu không được thì em đã mất cơ hội rồi. Còn được thì coi như là em đổi đời rồi. I just feel this is an opportunity to change my life. I just like I believe in my ability of the champion. I believe I can outplay him in that moment and I just do it because it will change my life forever. 네, 그 순간이 자기의 인생을 바꿀 그 순간이었다는 걸 확신했고 또 이 챔피언을 갖고 플레이할 수 있는 자기의 능력을 믿고 들어갔다고 합니다. 여기까지가 히아야 선수였습니다. 까만. 까만. Hey guys, Loh here, and joining me right now is Levi from GAM Esports. After the first victory for VCS, congratulations! I really loved your composition because even though you didn't have the best comp to play in the early game, it didn't stop you to go ham at minute one. So what made you what made it possible for you to go ahead of your power spike? Thì đầu tiên là chúc mừng anh Levi rất là nhiều vì đã chiến thắng trận đấu đầu tiên của giải chung kết thế giới lần này ha. Thì team mình mặc dù có một đội hình khá là yếu vào giai đoạn đầu nhưng mà vẫn có thể đè lên được với đối thủ, thì anh nghĩ là lý do nào là mình làm được điều này? Như câu hỏi thì mọi người cũng nói là team mình có một cái đội hình khá là yếu ở giai đoạn đầu ấy, nhưng mà thực ra khi mà team mình đã lựa chọn cái đội hình đó ấy, thì team mình không nghĩ đó là một đội hình yếu mà team mình nghĩ đó là một đội hình mạnh và team mình có thể thắng. So, as of your question, you and maybe everyone thinks that it's a weak composition at the early game, but we actually don't think that. We think this is the perfect composition to fight even in the early games. All right, well, you used your comp perfectly then. Now, 25 to 35 minutes, you're way ahead. Kai'Sa is really beat, but still, you're taking some time that it felt like you were scared maybe. So, what stopped you from finishing the game?
Vào phút từ 25 tới 30 thì mình cũng đã có một cái lợi thế rất là lớn trước đội đối thủ, nhưng mà mình lại không thể kết thúc trận đấu được. Thì điều gì đã ngăn cản đội mình coi như là có thể kết thúc trận đấu và giành chiến thắng? Thực sự thì ở giai đoạn này nói chung cũng ở giai đoạn phút thứ 20 nói riêng và ở cái trận đấu này nói chung ấy thì mình đang có một cái trận đấu khá là tệ, và kiểu mình lúc mà mình chơi thì mình cảm giác mình thi đấu như là sát toàn vậy á. Thì nói chung là có lẽ đó là do lỗi của mình đã không mang lại được nhiều lợi thế về cho team cũng như là triển khai là cái chiến thuật của team. So at the 20-25 minutes and this game as a whole, I feel that I'm not playing so well. I feel like I'm in like Iron League, because I have not, because although like I got resources, I cannot use it to create more resources to help the team close out the game. Lack of confidence maybe? Có phải cái lý do có phải là do kiểu mình không đủ tự tin hay là do là mình mắc lỗi cá nhân hay sao? Không phải, thực ra chỉ là do những cái lỗi cá nhân làm cho mình bị bối rối trong lúc thi đấu. So it's not about my confidence, but it's more about my personal mistake that makes me confused at that moment. Well, you know what you did wrong anyway, and it's still a first victory for you guys, so congratulations. Thank you for the translations. Now back to you guys at the desk. Bottom side, Vulcan is down. That is a kill. First blood goes to him. Oh, Vhagar. There have been an explosion of mages being played by all of the marksmen. Kills coming through for the LCK side! The stun is there! The Syndras, the Vhagars. Now you even see a Kayle down there. Yeah. It's bot lane Kayle, boys and girls! We're not seeing traditional bot lanes in there, so I'm curious where we're really going to land. Perks and Wonder, they've changed the global meta. They broke it. Yes. I haven't played bot in previous years, so I don't really know how it's played differently this year. I guess the difference is that I'm in the bot now, and I bring my magic with me. So the Perks is on the chase. Viper's gonna fall as well, and G2 continue to collapse. They continue to push forward. It's a double for Perks in the bottom lane. I don't think Bolton is stronger now than it used to be. I just think it's more fun to play and to watch. 강하다라고 표현하기보다 되게 특색 있는 바텀들이 되게 많은 것 같아요. 비원디를 잘 쓰는 팀도 있고 원디를 잘 쓰는 팀도 있고. In this world, you can play a lot of things, but if you try to play whatever you want against a strong bot lane, you're actually just going to get destroyed. Who else but Doublet flying in that final fight, going aggressive, diving past the Vhagar box to get a quadra kill. To be the best bot lane in Worlds, it's actually been the same every year. Being able to be the quickest and smartest about being able to adapt. The team that will be able to recognize what is actually good. Oh, let's go. This, I am expecting to be Heimerdinger bot for Sneaky. 3000 HP on the Baron. Crash goes in, but Sneaky gets it. So Sneaky was playing Heimerdinger yesterday. I guess he's like a bit scared of facing me in an AD carry matchup. I was gonna go easy on him, but now I'll have to pull out some mages as well. 저는 이제 틀에 갇힌 그런 원거리들로가 아니라 좀 다재다능한 부분을 좀 보여주면서 메타에 그 변화를 줄 수 있는 바텀 라이너라고 생각했으면 좋겠어요. Players are also a bit more creative now. I feel like people are more open-minded and willing to try more stuff. So I'm not surprised on anyone when I see something bot. Innovation is one of the most prized attributes at the World Championship. Every single year, those are the teams that rise to the top. What are you willing to do? Picking up the body slam in the middle of the animation is going to be there. It's a shy back flips on top. Just poking there with the Q. Ysera's going to dive in. It's a brilliant equalizer as immediately the Gragas is going to fall. The supreme display of talent into the back line. Jensen once again has to go into the Zhonyas as that's the supreme display of talent. Oh, no, four members and then the Killer Instinct in the back line to augmented impact once again trying to be the hero, but he can't do it. A double kill for Alex as if for Kenny. Looking to try and get in.
this before. There was Tien early into this pick. Oh! Somehow the burst didn't work out, and now the dive bomb comes in. The shotgun into the backline, and there goes LWS. Here comes the re-engage. GPO going to kite out of it. Low health bars could make things dangerous. Leap's going to lose the Guardian Angel. The re-engage comes across. And this time Zen can join in, but it's 2-for-1 so far. 3-for-1. It's all GAM so far, shutting down everybody. Invade. There's the a lot of people of the there. Is a Sion! Full charge! Sion Q! And it's an evisceration of three men stunned by some time. It's still a 2-for-1. It's Cloud9 still forced to run. Sneaky does not have a way out. He finds a stun, but he doesn't have damage just yet. There's a double kill in for the Vladimir. It's 4, it's 5, it's an ace for G2. Give it a go on a turret number 1. 5v5 to close the game right now. Sneaky out of health. 2-for-0. 3.